lời Chúa theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 62. Khi ấy, đang lúc thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết cho của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã ra tay cầm cày mà ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người phải đối diện với rất nhiều quyết định và chọn lựa. Có những chọn lựa làm cho ta phải đắn đo suy nghĩ. Có khi phải luyến tiếc cái cũ, cái đang có, mà ta phải mất đi cơ hội để được cái mới mẻ tốt đẹp hơn. Tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho biết Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo người phải có thái độ từ bỏ dứt khoát. Có thể nói đó là đoạn tuyệt với những gì đang có, để sẵn sàng sống đời sống mới với sự thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa Giêsu hơn ai hết đã sống trọn vẹn lời người đã rao giảng và mời gọi người khác sống. Người là Thiên Chúa nhưng đã bỏ trời cao xuống thế làm người. Người được sinh ra trong cảnh nghèo và sống trọn kiếp nghèo. Chúa Giêsu không nói về sự sung sướng nhưng nói về sự đau khổ. Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Nghĩa là theo Chúa phải chịu nhiều thiếu thốn. Thiếu thốn ngay cả điều được cho là tối thiểu, nơi để ở, để ngủ, để nghỉ. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy người không giống như các rabbi, giáo trưởng của Do Thái. Cuộc sống của người là một cuộc sống lang thang, rày đây mai đó. Vì người là một con người bị từ chối, cụ thể dân Samari đã từ chối người. Vậy điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu là phải giống người ở chỗ chấp nhận một cuộc sống có thể bị từ chối, có thể bị giết chết nữa. Chúa Giêsu đang trên hành trình tiến về Jerusalem để bước vào cuộc khổ nạn, có nghĩa là sắp đi vào giai đoạn quyết liệt, chịu chết, sống lại và lên trời. Người muốn các môn đệ cũng phải đi cùng hành trình như người. Thế nhưng, người ta có thể từ chối lời mời gọi của người bằng nhiều cách, hoặc vì những lời thành kiến tôn giáo như dân làng Samaria, hoặc vì quá cậy dựa vào những đảm bảo vật chất, những luyến tiếc của gia đình và luyến tiếc của quá khứ. Như thế, quá khứ mà Chúa dạy chúng ta phải quên đi là những luyến tiếc về tình cảm thế phàm, những ước mơ thế tục, kể cả những mặc cảm tội lỗi xa xưa. Lạy Chúa Giêsu, trong thế giới tục hóa và cổ võ hưởng thụ tiện nghi vật chất, chúng con dễ bị níu chân với những quyến luyến trần thế. Qua lời Chúa hôm nay, xin cho chúng con đừng chần chừ tính toán hơn thiệt trước lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết thoát khỏi sự ràng buộc của những tiện nghi vật chất, của những tình cảm níu kéo, để chúng con có thể thông dong, sẵn sàng, mau mắn bước theo Chúa trên mọi nẻo đường, đời phục vụ và loan báo tin mừng. Amen.